Hả? Giảm tất cả đồng hồ dưới 3 triệu, giảm 50%. Ủa có giảm thiệt không vậy? Recheck mới được. Đi. Hello mọi người, thì bây giờ mình đang ở điện máy xanh ở 416 Hậu Giang. Thì bây giờ cùng mình vào bên trong xem là đồng hồ đang giảm sốc như thế nào nha. Đi thôi. Đây các bạn ơi, mình thấy ở đây có rất là nhiều mẫu đồng hồ đang được sale luôn. Và những cái mẫu này hoàn toàn là đồng hồ mới nha, nhưng mà được sale gần như là 50% luôn á. Thì ở đây sẽ có các thương hiệu như là Rolex nè, Casio nè, vân vân. Thì mình để mình thử lấy một mẫu cho các bạn xem thử nha. Đây mình sẽ lấy thử một mẫu Rolex nè. Thì em Rolex này sẽ có mã sản phẩm là KS02201. Đó, thì cái mẫu này có thiết kế rất là basic luôn. Mặt đồng hồ basic nè, có hai kim màu vàng và dây kim loại. Thì cái mẫu này mình nghĩ sẽ hợp với các bạn mà theo những cái phong cách mà thanh lịch này kia thì sẽ rất là hợp với mẫu này. Em này có giá là 2.400.000 nhưng mà đang được giảm 50% thì là sẽ còn 1.200.000. Hoặc là các bạn nào mà không thích một cái phong cách mà nó quá basic như này á thì mình sẽ có một cái mẫu khác. Thì mẫu này cũng sẽ là Rolex và có mã sản phẩm là KL00702. Mẫu này thì hoàn toàn khác biệt với mẫu hồi nãy luôn. Thì hồi nãy sẽ là dây kim loại, còn mẫu này thì sẽ có dây da. Ok, và mẫu này hiện đang có giá là 2.600.000, nhưng mà được giảm 50% nha, nên là chỉ còn có 1.300.000 thôi. Ở đây mình thấy có một mẫu các bạn nam có thể mang được nè. Đây là một mẫu Casio với mã sản phẩm là MTB1303D, một AVDF. Mẫu này sẽ có dây kim loại luôn và mặt màu đen, nên là các bạn nào mà có phong cách năng động hay là mạnh mẽ cá tính gì cũng có thể mang mẫu này được hết. Thì em này hiện có giá là 1.184.000, nhưng mà sẽ được giảm 50%, nên là chỉ còn 592.000 thôi. Mà các bạn ơi, mua ở Thế Di Động hay là Điện Máy Xanh thì rất là dễ bảo hành luôn. Mà mua Casio với giá 500 mấy mà còn được bảo hành rồi này kia nữa thì rất là tiện luôn á. Nên là các bạn nhớ nhanh tay đặt mua, không là hết là tiếc lắm á. Ưu đãi ngon, giảm ngay 45-50%. Mình là mình nhắm cái quầy này nãy giờ rồi đó. Đây có rất là nhiều đồng hồ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau luôn. Aleo cũng có nè, Aratica cũng có luôn, rồi Rolex Titan vân vân. Đây ví dụ như ở đây mình sẽ có một mẫu Aleo. Em Aleo này sẽ có mã sản phẩm là ES01201, dây kim loại. Mà em này đặc biệt lắm các bạn, được kết hợp giữa màu vàng đồng và màu bạc nên nhìn rất là sang luôn. Mặt đồng hồ thì sẽ có một cái ô mặt số phụ ở dưới này. Thì em này sẽ có giá là 1.190.000 nhưng mà được giảm 50%. Mà cái mẫu này siêu đẹp luôn á, siêu sang, mà mua với giá 500 mấy thì mình nghĩ rất là ok nha. Đó, hồi nãy là một mẫu Aleo cho các bạn nữ rồi, thì bây giờ sẽ là một mẫu đồng hồ cho các bạn nam nha. Thì ở đây mình sẽ thấy có một mẫu là MVW. Đó, thì mẫu này sẽ cho các bạn nam mà theo phong cách thanh lịch đó. Mẫu này cũng có dây kim loại luôn, mặt đồng hồ màu xanh đen, kết hợp với các cọc số La Mã rất là sang nha. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có cái ô lịch thứ như này thì rất là tiện cho các bạn theo dõi luôn. Cái mẫu này nhìn đẹp vậy thôi chứ giá rất là rẻ luôn á. Mẫu này có mã sản phẩm là MS06302 và hiện là có giá 1.890.000 nhưng mà được giảm 50%. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thương hiệu đồng hồ siêu rẻ, mà không những rẻ mà còn rất là đẹp luôn nha. Đây thì bây giờ mình đang đứng ở quầy Aleo. Thì Aleo là một thương hiệu Việt Nam. Thì các mẫu Aleo hầu như sẽ có giá dưới 2 triệu, đặc biệt là dưới 1 triệu luôn. Nhưng mà thiết kế rất là đẹp và sang luôn nha. Đây để mình lấy thử một mẫu cho các bạn xem. Mình nhắm tới mẫu này nãy giờ luôn các bạn, nó rất là đẹp luôn. Đây, mẫu Aleo mặt tròn như thế này và có đính đá các hạt xung quanh mặt, rất là sang luôn nha. Cái dây đồng hồ này mình cảm giác như là một cái vòng đeo tay luôn mọi người. Đó, đeo lên tay nhìn sang thật sự luôn nè. Các cọc số ở các vị trí 3, 6, 9, 12 sẽ có đính đá. Và em này sẽ có màu vàng đồng và các hạt đính đá màu bạc nhìn rất là hợp luôn. Thêm một mẫu nữa có thiết kế siêu đặc biệt và siêu đẹp luôn nè. Đây là mẫu Aleo có mã sản phẩm là ES07701 và em này sẽ nằm trong bộ sưu tập nắng xuân được ra mắt vào năm 2021.
thì cái mặt đồng hồ sẽ có thiết kế hình cánh hoa nè và màu xanh dương kết hợp với màu hồng, màu tím. Rồi các cọc số sẽ có đính đá. Và đặc biệt nhất là cái phần dây đeo nha. Phần dây đeo như là một cái vòng đeo tay luôn, siêu mảnh luôn. Và mình nghĩ thì cái mẫu này sẽ hợp với các bạn nữ mà có cổ tay nhỏ. Thì em này sẽ có giá là 1.390.000 và đang được giảm sốc 50%, sẽ còn tầm 600 mấy, rất là rẻ luôn nha. Mình nghĩ nhìn chung thì em này sẽ hợp với các bạn nào mà có cái phong cách mà nó khá là nữ tính và bánh bèo một xíu. Dành cho các bạn nam này thì mình mới tìm được một cái mẫu nắc gen mà có cái thiết kế siêu hầm hố, siêu cá tính và đặc biệt luôn á. Thì em này sẽ có mạng sản phẩm là nắc gen SS5043G2N8. Em này cũng sẽ có dây kim loại nhưng mà cái mặt rất là đặc biệt luôn nha. Mặt đồng hồ có các cọc số được thiết kế rất là đặc biệt. Nói chung là nhìn hầm hố cực kỳ. Giá thì chỉ có 2.420.000 thôi nhưng mà được giảm 20% thì sẽ còn 1.210.000. Hồi nãy giờ thì mình đã giới thiệu với các bạn rất rất nhiều mẫu đồng hồ hiện đang giảm sốc tại điểm máy xanh và thế di động, thì giảm tới tận 50% lận. Và mua đồng hồ ở thế di động hay là điện máy xanh thì các bạn cứ yên tâm, có thể được bảo hành chính hãng 12 tháng nè, còn được thay pin trọn đời nữa. Và hiện tại thì có rất là nhiều chi nhánh nên là các bạn có thể ra bất cứ đâu để mà bảo hành luôn, rất là yên tâm luôn nha. À, các bạn biết gì chưa, nhân dịp kỷ niệm thế di động đã mở rộng quy mô lên đến tận 3.000 shop đồng hồ phụ rộng khắp toàn quốc từ Bắc tới Nam luôn. Nên là với một cái cột mốc lớn như vậy thì phải ăn mừng đúng không các bạn? Thế di động và điện máy xanh đang có chương trình khuyến mãi giảm 50% toàn bộ mặt hàng đồng hồ thời trang đến từ tất cả các thương hiệu luôn. Làm miễn sao giá dưới 3 triệu là được. Thì tức là ví dụ như đồng hồ giá 3 triệu thì các bạn chỉ cần bỏ ra 1 triệu 500 ngàn thôi. Đó rất là hời đúng không? Và cái chương trình này chỉ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 thôi. Là các bạn hãy nhanh tay mua hàng để nhận được cái ưu đãi hấp dẫn này nha. Và đến đây thì video cũng dài rồi, mình phải tạm biệt các bạn ở đây rồi. Các bạn đừng có bỏ lỡ cái chương trình siêu hấp dẫn này nha. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo cho kênh Thế Giới Đồng Hồ để ủng hộ những video tiếp theo của tụi mình nha. Và bây giờ thì bye bye.